Hi, welcome back. Mình là 188 và đây là kênh YouTube channel của mình, 188 Channel. Rồi, ở nội dung của video ngày hôm nay thì nhân cơ hội có Trang xin nhất ở đây. Thì Trang là một người rất là bị nghiện với những cái sản phẩm của nhà Compliment. Thì mình cùng với Trang kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện về nhà Compliment. Đó là lịch sử nè, tại sao cái nhà này nó giá rẻ và chất lượng sản phẩm nó như thế nào. Đồng thời thì mình cũng sẽ review nhanh luôn những cái sản phẩm mà đang bán ở trên thị trường của nhà Compliment này nha. Ok. Rồi, về cơ bản thì nhà Compliment này, đây là một cái brand nhánh, brand con của tập đoàn Timex. Và cái tập đoàn Timex này là một trong những cái tập đoàn lớn nhất của Việt Nam. Và nếu như mà để so sánh á, thì phải gọi là nó giống như là cái tập đoàn L'Oreal của quốc tế vậy đó. Nhưng mà do cái tập đoàn Timex này á, nó chỉ chơi ở trong nội địa Nga thôi. Vậy nên hầu như là ở Việt Nam chúng ta sẽ không nghe tới cái tiếng tăm của tập đoàn này. Nhưng mà những cái sản phẩm của nhà Compliment thì được bày bán rất là rộng rãi. Và thậm chí được bày bán ở trong những cái nhà thuốc ở bên Nga luôn. Vậy nên về cơ bản nha, chất lượng đều chắc chắn phải được đảm bảo. Cái thứ hai, thực tế là giá của những cái sản phẩm này rất là rẻ. Tại vì hầu như tất cả các khâu khác đều bị cắt giảm đi hết rồi. Công thức vẫn rất tốt, công thức rất ok, trải nghiệm trên da rất là ok. Nhưng mà đổi lại bạn sẽ có gì? Cái bao bì nó như... Tụi mình vẫn hay bảo là thật những cái tiếng này đó, nó giống như là những cái tiếng nước rửa chén hoặc là cái tẩy gì đó. Tại vì thực tế là bao bì nó quá là xấu. Nhưng mà về trải nghiệm á, sự rất là tuyệt vời. Về Việt Nam hiện nay nha, trên tất cả các sàn thương mại điện tử, kể cả Shopee hoặc là kể cả Lazada hoặc là TikTok Shop, kỳ nơi nào có sự xuất hiện của sản phẩm của nhà Compliment thì cái lượt bán của nó phải lên tới vài chục nghìn cho tới vài trăm nghìn sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng review qua nhanh luôn những cái sản phẩm từ cũ đến mới của nhà Compliment. Và mình hy vọng là những cái review nhanh này của mình sẽ giúp cho các bạn tìm được những cái sản phẩm nào đó ưng ý. Ok, let's go. Đầu tiên, thỏa sơ khai nhất khi mà nó mới về Việt Nam thì nó chỉ có hai tip này thôi. Một là tip sữa rửa mặt kiểu chứa acid, và hai là kiểu sữa rửa mặt có chứa chăm trà. Bán chơi chơi chắc còn hơn 100.000 chai nhờ. Đúng rồi, bán chơi chơi. Thời điểm mới về bán chơi chơi thôi. Thật ra nha, cái người mà đem những cái sản phẩm này về á, người ta không nghĩ là nó sẽ bán tốt như vậy. Người ta chỉ là nhập về và người ta hy vọng là người ta sẽ bán đa dạng mặt hàng thôi. Đúng nhưng rồi. Mà ai về hóa qua những cái lời review của các beauty blogger hoặc cụ thể là mình thì nó tạo ra một cái cơn sốt á, và sau đó là cái số lượng bán được quá nhiều. Vậy nên người ta đã lỡ set một cái giá quá thấp, thời điểm đó là 150.000, người ta không thể thay đổi được nữa. Và đó là lý do cái brand này ở Việt Nam chết luôn một cái giá là 150.000. 150.000 cho một tip sữa rửa mặt có chứa acid cho 200ml thì thật sự nó quá hợp cho các bạn. Bây giờ còn rẻ hơn, từ khi ra line mới, từ khi ra dòng mới là dòng cũ nó còn rẻ hơn nữa. Nhưng mà những cái sản phẩm dòng cũ nó có một cái đặc tính mà các sản phẩm dòng mới không thể có được. Đó là gì? Những cái sản phẩm dòng cũ có thể sử dụng như một cái mặt nạ dạng gel. Sữa rửa mặt có chứa acid thì bạn có thể có một cái mặt nạ dạng gel chứa acid để hỗ trợ tẩy tế bào chết. Còn ở cái mặt nạ mà chăm trà thì bạn sẽ có một cái mặt nạ dạng gel có chứa tinh chất chăm trà để hỗ trợ. Và khi mà các bạn đắp lên xong, các bạn có thể hòa tan với nước, rửa nó đi thì nó sẽ tạo bọt và nó như là một cái bước làm sạch thứ hai gì đó. Hai trong một ha. Đúng. Và đó là một cái đặc tính mà chỉ có ở bản cũ có mà bản mới không có được. Bản mới không có. Nhưng mà kể cả bản mới hay cả bản cũ nó đều có một cái đặc trưng là gì? Nó đều sử dụng những cái gốc làm sạch rất dịu nhẹ, không phải là SLS từ sunfat. Vậy nên khi em rửa em sẽ không có cảm giác khô khan. Cái vấn đề mà có nhiều bạn feedback là xài mấy em này bị khô thì các bạn lựa chọn không có đúng cái loại phù hợp với da. Có nhiều bạn da rất là nhạy cảm nhưng mà lại chọn một cái loại có quá nhiều axit thì đương nhiên các bạn rửa sẽ bị khô rồi. Cho nên quan trọng ở cái dòng sữa rửa mặt này là các bạn phải lựa chọn cái màu cho nó đúng với cái loại da của mình là ok. Đúng rồi, thật ra là cái dòng đời đầu á nó không có phân ra là dòng nào riêng dành cho da nhạy cảm và dùng nào dành riêng cho da mụn. Tại vì mặc định luôn là tất cả các sản phẩm của nhà Compliment đều dùng được cho mọi loại da. Nhưng mà ở cái line mới hình thành nên thì nó sẽ là ba line khác nhau. Và ở cái line này nó sẽ có đặc trưng cái loại mà có hình viên thuốc này nè. Là đây cái dịu nhẹ nhất. Đúng, nó sẽ dành cho da nhạy cảm. Trời ơi, rất thật sự luôn. Nếu mà có thể so sánh thì mình sẽ nói cho mọi người cái chất của nó giống như dược mỹ phẩm gì đó. Xài rất là mê luôn. Mỗi lần mình kích ứng, mình break out hay cái gì là mình đều dùng cái em này. Thật sự 10 điểm không có nhân. Về bản chất á, thì cái loại mà có hình cái viên thuốc này nè, nó chứa ở trong mình Probiotic và prebiotic thì nó sẽ làm sạch cho bạn rất rất dịu nhẹ. Nhưng mà để gọi mình hỏi là cái đống đó nó có thể nuôi dưỡng da bạn được khỏe hay không thì xin thưa là không, nó sẽ bị rửa trôi đi hết. Đúng rồi. Nhưng mà cơ bản là nó đã rất dịu nhẹ cho da, đó là một cái rất là tốt rồi. Và nó có một chút BHA nữa. Đúng. Có, nó có BHA. Rồi, ok, vẫn công nhận đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ có hai sản phẩm khác. Thì đây là hai sản phẩm thật ra là gì? Phân ra thì cho vui thôi. Một like á là nhiều axit hơn và một like á là có thêm kẽm. Kẽm. Thì thật ra đối với mình cái vấn đề phân ra như thế này á thì nó không mang lại ý nghĩa lắm. Nhưng mà nếu như mà bạn là một người thích rất nhiều axit trên da thì bạn hãy chọn sản phẩm này. Còn nếu như bạn là một người thích kẽm hơn
ám ảnh với kẽm, những cái loại serum có chứa kẽm hoặc hoạt chất kẽm thì bạn có thể chọn cái này. Còn thực tế là gì, trên da của mình những cái sản phẩm này mang lại tác động y chang nhau, không khác gì hết. Nhưng mà line mới đã ra thì mình hy vọng là các bạn hãy mua line mới. Đúng rồi, hãy mua line mới đi. Bạn nào mà da không quá nhiều dầu thì các bạn có thể thử cái con màu vàng. Rồi, có một cái sản phẩm mà mình nghĩ là các bạn sẽ không cần phải mua trên thị trường với một cái giá quá đắt, đó là cái kem dưỡng Improlis. Em biết cái kem đó không? Cái kem mà rất là nhiều các bạn makeup artist hay xài á. Tại vì thực tế thì chúng ta biết có những cái sản phẩm này, đây là một cái bản đứt của cái kem đó. Trong này á, nó sẽ có bơ hạt mỡ. Thật ra là cái base của nó khá là giống với Improlis luôn, nhưng mà nó có một điểm cải tiến hơn là trong này nó có chứa HA. Và ở trong HA trong này nó sẽ là những cái loại HA từ phân tử nhỏ đến phân tử lớn để nó có thể nâng đỡ cấu trúc làn da. Vậy nên cái tên của dòng này đó là Hydralift, có nghĩa là để nâng đỡ cấu trúc làn da. Và đặc biệt là rất là rẻ, nó rẻ khủng khiếp, mỗi rẻ. Chứ 100 nghìn. Mỗi tiếng nó chưa tới 100 nghìn. Chứ mấy nghìn. Nhưng mà tại vì mình thấy là mình, cái này là của mình á, mình dùng rất là nhiều trong makeup, trong skincare, thì em phát hiện ra là tức là nó sẽ phù hợp với những bạn có tình trạng da dầu hoặc là hỗn hợp thiên dầu nhiều hơn. Còn những bạn mà da quá khô á thì Improlis cái chất nó vẫn dày hơn, nó vẫn sẽ phù hợp với những bạn da khô hơn. Cho nên bạn nào mà thích Improlis là cái độ mà dưỡng ẩm của nó nhưng mà lại bị bí á, thì các bạn có thể tham khảo thử cái này đó. Hoặc còn một cái cách dùng khác nữa của cái đống này, thật ra là em đang cầm trên tay hai phiên bản, đó là một phiên bản ngày và một phiên bản đêm. Và cái phiên bản đêm thì nó sẽ dưỡng ẩm nhiều hơn. Nếu như bạn muốn gọi là đứt, gọi là 90% so với Improlis á, thì bạn hãy chọn cái bản đêm. Còn nếu như mà bạn muốn chọn một cái bản mà nó mỏng nhẹ hơn cho làn da dầu thì bạn hãy chọn bản cho ban ngày. Thực tế là ngày hay đêm bạn dùng cả ngày và cả đêm cũng được, không sao hết. Phải không? Ngôi nhà là rẻ, 1/3 mà các bạn, cái này là 50ml. Cái này 50ml xài được rất lâu. Mà nói chung là rất là thích luôn, thành phần mặc dù rất là basic nhưng mà trước những cái trường hợp như là makeup hay là cần một cái kem dưỡng cấp ẩm basic bình thường, con này quá tuyệt vời so với cái giá 98.000 nha mọi người. Đó, rất comment. Rồi, thật ra thì có những cái nhóm sản phẩm khác của nhà Compliment mà các bạn có thể không để ý đến, nhưng mà thật ra nhà Compliment làm rất là nhiều cái sản phẩm làm cho tóc. Chính xác. Ví dụ như là ủ tóc, thật ra là những cái sản phẩm ủ tóc của nhà Compliment là nhưng mà thật ra là thời đầu Trang không xài, chỉ là sau khi mà đúng mình rồi recommend á thì Trang mới kiểu dùng, sau đó là bị nghiện. Tại vì mọi người biết sao không, tóc mình rất là yếu, cho nên là thời điểm đầu mình lúc mà chưa biết khối mình á là mình là đội L'Oreal Professionnel lên trên đầu luôn. Rồi rất là mê, mà giá rất cao, người 2-3 triệu cho một cái combo như vậy. Sau đó cái anh mua mới kêu là em thử xài cái hũ màu xám của khối mình đi, em thử nó, trời ơi thôi cũng kể có 300.000 thử đại đi. Sau gọi là ghiền, cứ gọi là không thể sống thiếu được. Xong rồi giới thiệu cho biết bao nhiêu người hả, ai cũng rất là mê luôn á hả. Thậm chí em có một cái case study đó là cái chị đó tóc như là một cái nồi dĩa trên đầu, mọi người, như là những cọng lông chổi trên đầu luôn, gọi là xài cái hũ đó xong là hả mượt như tiên. Cho nên là nếu như các bạn nào mà tóc các bạn gọi là không thể cứu chữa được hoặc là tóc các bạn nhuộm á, rất nên thử cái hũ màu xám nha. Cái hũ màu xám rồi mình sẽ để cái hình ở đâu đó để các bạn coi. Sau đó các bạn, em có 7 cái hũ trống đó luôn. Thật ra là 7 cái hũ luôn á. Lần đầu tiên mình thấy ở trên thị trường nha, có một cái sản phẩm mà nó chỉ có tầm giá là 200-300 nghìn thôi, 200-300 nghìn thôi, nhưng mà một cái hũ nó 500ml hoặc là một lít gì đó mình không nhớ chính xác, 500. Nhưng mà nó trong có trong đó là keratin thủy phân nè, nó có ceramide nè, nó có tinh dầu argan nè, nó có rất là nhiều các hoạt chất, nó có HA để dưỡng ẩm tóc nữa. Đầu tiên nghe đúng không? Đầu tiên mình nghe cái hũ tóc mà có ceramide với HA, oh my god, quá hình này. Và bản chất cái loại đó không phải là một cái loại để dùng để làm dầu xả, nó là dùng để ủ và hấp, để hấp nóng ấy. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như những bạn nào không có thời gian thì có thể dùng cái đó như một cái loại dầu xả và nó sẽ cung cấp được độ ẩm cho tóc rất là nhiều. Và đó là một trong những cái lý do mà làm cho nhà Compliment cực kỳ thành công với lại cái line tóc luôn. Nhưng mà thật ra là line tóc nó còn có nhiều hơn thế nữa. Nhà này nó có những cái line chuyên biệt, nó phải gọi là kiểu hơi treatment cho da đầu và hơi treatment cho da tóc á. Đúng rồi. Đó là cái line SE, chỉ là nó còn có những cái line khác nữa cơ. Màu cam với màu xanh lá. Màu cam với màu xanh lá thì nó sẽ cho hai tình huống khác nhau. Còn cái line SE này sẽ là cái line mà gọi là chuyên về mọc tóc. Chuyên về mọc tóc, nó signature nhất cho cái về mọc tóc. Vậy nên nếu như mà bạn nào đang có những cái nhu cầu về tóc á thì bạn có thể tham khảo chị không đi, mình đảm bảo luôn là xài là không hối hận luôn á. Chính xác, nhưng mà nó sẽ nghiêng về cái vấn đề treatment nha, có nghĩa là những cái vấn đề về tóc, ví dụ như là mọc tóc hay là nấm da đầu hay kiểu vậy. Chứ đơn giản các bạn kiếm một cái dầu gội hay dầu xả có mùi thơm thì cái này không phù hợp. Qua bác thì mới đi quật như vậy, nó sẽ phù hợp với những bạn nào đang cần giải quyết những cái vấn đề về da tóc á thì rất ok. Và đó là tất cả những cái suy nghĩ của mình về những cái sản phẩm của nhà không đi mình. Thì mình hy vọng là qua một vài phút ngắn ngủi như vậy thì mình đã chia sẻ được cho bạn những cái thông tin mà các bạn cần phải nắm và đồng thời là những cái ý kiến của tụi mình về những cái sản phẩm này. Mình không biết là ý kiến của các bạn như thế nào, nếu như mà bạn đã xài những cái sản phẩm Compliment rồi thì có thể cho tụi mình những cái comment
suy nghĩ của bạn và trải nghiệm của bạn nha. Yeah. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.